Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái thuốc trị cỏ cho bắp ngô cây mía này. Đấy, một chai này nó pha được khoảng tầm 80 đến 90 lít nước cho một chai này. Các anh chị có thể phun lên bắp ngô, lên mía, phun chùm, phun tràn qua trên cây luôn nhé. Nó chỉ chết cỏ chứ nó không ảnh hưởng đến cây bắp ngô với mía đâu nhé. Thì các anh chị pha một chai này khoảng tầm 80 hoặc đến 90 lít nước phun xịt cho nó, phun vào cái thời điểm mà lúc cỏ non và lúc đất ẩm ấy thì hiệu quả nó sẽ cao hơn này. Và cái này các anh chị chỉ phun cho mía với ngô thôi nhé, cây mía với cái bắp ngô thôi, phun chùm lên trên cây nó được. Nếu như bắp ngô mà lớn rồi thì các anh chị nên phun trúng cỏ để cho nó chết được cỏ nhé. Phun nên phun lúc phun càng sớm, phun lúc cỏ càng non thì nó tỷ lệ chết nó càng cao. Và nếu như cô chú anh chị em có muốn sử dụng cái sản phẩm này ấy, để phun cho cây bắp ngô, cho cây mía của nhà mình ấy, thì hãy alo em qua cái số điện thoại ở trên màn hình đấy và em sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó hiệu quả hơn. Và ngoài ra thì bắp ngô em còn có loại phun để cho cái cây nó, để cho cái bắp nó to, nó dài nhá, và nó ngọt hạt nữa. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này, và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều.